Cường xin chào cả nhà nha. Hôm nay Cường đi săn ong tiếp tục nữa cả nhà ơi. Hôm nay con đi chung với anh Cường nghe cả nhà. Rồi, Đây. chào cả nhà luôn nha. Thì hai anh em sáng giờ đi quần thì sáng luôn cả nhà ơi. Nhưng mà anh em cắt quá trời cả nhà ơi. Hay gọi là cắt quỷ diệt. Không còn cái gì hết trơn. Đi vô tới đây mình gặp tổ ong mừng cả nhà. Miếu máu chừng cũng khóc luôn. Tổ ong khủng nghe cả nhà. Khủng nhất của ngày hôm nay ấy, chứ không phải là khủng gì đâu nha. Thì hôm nay Cường đi bắt chung với anh Cường với Tiến. Nhưng mà Tiến giờ đi lạc hết biết đường Nãy kiếm ở giờ nhà ơi. một giờ mấy rồi. Đi qua bên đâu tới bên Thái Lan vậy bển luôn rồi. Hết biết đường kiếm luôn rồi. Kiểu này qua bển chắc ở ở bển luôn chứ về gì được nữa là về. Đây cùng quay cái tổ ong cho anh em xem nè. Tổ ong nãy đóng cái cây khô nha cả nhà. Cây bị ngã rồi nó đóng lên luôn, không biết nó đóng kiểu sao rồi hồi sau bắt nữa. Thế này một khó ăn à. Đây cùng quay ở nhà xem nè. Đóng ngay cây cây ngã nè, thấy cục mập nó no nè, không biết sao nữa. Nè cả nhà. Đó cả nhà thấy không không? Mắc cười ghê không? Gì đóng có một cục thù nụ đó, rồi hổ không có lớn hung nữa, nhỏ à nghe cả nhà. Rồi, giờ đi Cường trang bị đồ nghề lên bắt nha cả nhà. Ổ này nhỏ xíu xíu à. Cũng hên xui. Biết đâu may mắn sẽ mỉm cười. Đi từ sáng giờ luôn cả nhà ơi, gặp tổ ong cái trời ơi, tổ ong khủng hoảng thiệt chứ. Này là hàng siêu to khổng lồ luôn, làm gì vậy? Mặt cái mặt là cái đẻ đủ quýnh trúng mặt rồi. Trời ơi, vụ này nữa. Ừ. Vậy hả? Nó về để chơi đó. Cha cái bộ cái này vụ này im nghe nha. Này còn hơn cướp nhà băng Con quỷ vợ tao. nữa. Dạ. Con vợ tao đủ má nó rửa xong nó cắt dây luôn cái gì. Vậy dành buộc gì đâu, nhầm gì đâu, ổ này nhỏ mà. Nó quýnh cùng lắm 100-200 vít thôi chứ đâu có nhiều. Đây nè cả nhà, phong nè. Ủa ông nhìn thù lừ không? Thôi trời của ông, đấm cây khô như gì đi chứ. Biết sao nữa, biết sao mà lấy ông này luôn. Ôi đồ mọc phì dữ vậy. Phì dữ lắm mình là năng ơi. Hả? Ủa ông còn mọc phì dữ vậy. Ổ nhỏ mà mọc to. Ừ, không biết sao nè. Em thấy anh tốt nhất anh đi ra luôn đi chứ để hồi em lên có cầm cái khúc lên đây quýnh ở quýnh anh chạy không biết đường mà kiếm anh luôn á. Ổ này nhỏ mà phì cục mặt phì nha cả nhà. Này nè, cũng vậy cả nhà xem nè. Mặt thù nụ luôn á. Đó nhà thấy không? Rồi giờ không biết cắt làm sao luôn nè. Rồi giờ còn lên bắt nha cả nhà, để còn quay quay chi tiết lại cái nữa cho cả nhà xem nè. Này mới mua cái áo mới luôn nha cả nhà. Áo có con bướm luôn. Áo kia bắt cái nó gách tươi tả cho cả nhà. Mua cái áo mới chứ biết sao giờ. Đây rồi. Phì dình dình luôn ha. Rồi lên bắt nha nha. Quay cho nhà coi biết có ông nhỏ mà nó phì nha. Cho nhà thấy chứ phải biết nữa. Trời. Cây này nó bị tét nữa trời. Ghê quá à. Nó khô rồi, ba cái ngáy dùm lum cho nhỉ. Yeah. Cây này nó bị chết, nó khô rồi cả nhà. Ôi mặt thì dữ vậy, có khi hổng rồi ghê không nữa. Một xíu một mặt như cái lu trời. Quá trời bão gai luôn rồi. Nữa cả nhà. Rồi. Trời ơi cục mật. Quá trời ơi. Mật gì bự dữ vậy? Hết biết cục mật nó bự luôn rồi. Khổ nhỏ cục mật quá trời cục mật luôn rồi. Ba cái gai dính rượu. Ba nó chơi rồi cái này. Yeah.
ngon có chút xíu. Biết mặt này mặt phấn hay là cái gì đây. Chỉ cần leo lên luôn mà mới biết được nha cả nhà. Gai. Bả gai gì. Bít nắp luôn mới ghê chứ. Quá trời gai luôn ta. Quá trời cục mặt nó ngon. Quông cục mặt. Đây cái nhà ơi. Ây da da. Con gì trắng nữa ơi. Quá trời nó cắn con gì không gai gốc gì. Le me hết trơn cái nhà ơi. Khứa đứt tay luôn nữa. Đây nè, lấy con quay cho anh em xem cục mặt nó. Mặt nhìn thù nụ vậy á, cưng ác lắm. Cắm vôi luôn mới ghê chứ. Nè cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Cái cây này nó khô nè cả nhà, khô eo rồi. Muốn gãy luôn. Nè. Cục mặt này kiếm miệng lít nè. Lít ba sĩ chắc được mà. Nè cả nhà nhìn cây mục nè, khô trơn luôn nha cả nhà. Đó. Cắm vôi luôn. Quá phê anh em của ông không được cả chừng 5 tấc nè nha cả nhà. Có ông 5 tấc nha, cục mặt coi nè. Thứ gì chịu nổi thứ này không? Tê tê thiệt chứ. Rồi. Giờ con chọn mới cần cắt nó luôn nha cả nhà. Phấn hoa dữ hồn đi. Phấn hoa quá trời quá đất luôn. Quá trời phấn hoa luôn ta. Đây còn túm cục mặt cái đi rồi hồi gọt phân hoa lại sao nha cả nhà. Cũng nhỏ mà cục mặt khá ghê chà. Rồi đâu vậy là vip rồi. Ba xi mặt là cái nhà ơi. Ây da. Trời ơi. Nhức sống luôn á. Cục mặt. Quá đã anh em ơi. Sướng sướng luôn á. Ủa chút xíu rồi cục mặt. Hết có biết luôn rồi. Nó ngon. Nó còn gọt bằng cái phấn hoa nó ra. Chỉ để hỏi dập nghe cả nhà. Hỏi dập nó quét ra luôn, xỉu luôn. Có chừng 3 sĩ à. Phấn dữ vậy. Trời ơi phấn dữ vậy. Quá trời phấn luôn trời. Phấn chừng
cục phấn bự hơn cục mật nữa. Sợ luôn thật chứ. Rồi vẫn còn cả ba sĩ mặt màu đẹp ghê cả nhà ơi. À, giờ Cường đi xuống nha cả nhà, rồi Cường đi kiếm tiếp rồi có sẽ quay cho anh em xem nha, anh em cùng đón xem nha. Ây da, chỗ này nó xíu xíu mặt được vậy là mừng hú vía rồi. Ây da, quá trời cây gai không vậy trời, bả gai ra mất cỡ rồi, dính bạc luôn. Ây da, ây da, vụ gì đặc dính đường vô nó cỡ. Xong rồi cái nhai. Ủa ông đóng. Ủa cục mặt quá đã luôn. Ừ, ba gai rồi. À, anh còn chạy mất tiêu luôn rồi. Mặt im lắm anh. Quýnh đâu vậy? Nè, mặt cái ba sĩ á, hơn nửa lít ba sĩ á. Ừ, ông nhỏ xíu một mặt đã ghê ha. Rồi giờ Cường kiếm tiếp nha anh em, cục mặt nè, mặt thừa lư luôn mà, thử gì nó chịu nổi thứ này. Đây cả nhà ơi, Cường đang chuẩn bị bắt một cái thêm một cái tổ ong nữa nha cả nhà. Thì cái tổ ong này là có anh em cắt rồi cả nhà, nhưng mà Cường thấy nó như chạy kèo vậy đó cả nhà, nó thừa lại mà con ong nó thừa lại không biết như thế nào luôn nữa. Thì để bây giờ Cường lên Cường bắt lại, có thì sẽ chia sẻ cho cả nhà xem nha. Cũng hên xui lắm nha cả nhà, nhầm khi nó đâm tàn này kia tùm lum hết trơn à. Nó thì thấy con ong nó cũng lú ra hết trơn ở nhà, nó tạo hơn, nó đi hết bầy, tạo chúa tách hết bầy rồi. Mà anh em trước các cục mặt cũng khá nè, không biết sao nữa. Rồi bây giờ còn lên cùng trang bị đồ nghề lên bắt nha cả nhà. Lên bắt nha cả nhà. Ổ này thưa con quá trời thưa. Rồi. Cây này. Tới rồi. Tới nhánh luôn rồi. Tới ong luôn rồi. Của ông này hiện tượng nó đâm tàn nha cả nhà. Hiện tượng mặt đâm tàn không biết như thế nào đi nữa. Cây này cái gì ta? Cú môi hả? Chạy kèo lum hết trơn. Cú ong này có anh em cắt rồi. Ở cái nhà thấy tổ ong nó bự. Nó bự thiệt chứ, hay là bự chơi nha cả nhà. Bự hơn ổ nhỏ. Mặt không biết sao rồi nữa, sao mà ong nó hung dữ ta. Hung quá trời quá đất. Trời ơi, lúc rồi. Lúc luôn rồi. Chạy kẹo gì ghê hồn trời. Quá trời rồi. Trời ơi, chạy kèo.
cây kèo quá trời luôn rồi, quá ngon luôn nghe anh em. Còn chưa biết bên kia nó sẽ như thế nào luôn nữa, như anh em đã thấy nó chạy kèo rồi nè, từ lư luôn rồi, hết biết nó ngon rồi. Ủa nó đã coi nè cả nhà coi nè, hồi ủa nó chạy kèo mình tới đây luôn. Phê chạy kèo kiểu này chắc cũng đậu quá, khoảng chừng không biết, chưa cắt được, chưa biết nữa nghe cả nhà. Nè, nó bít vô hết trơn luôn, nãy còn tính đậu bông nó già hết trơn chứ mà hai nhà cũng chưa có già đến mấy nghe cả nhà. Ổ này còn chắc có thể là cắt phét giữ ngộ lại tiếp để còn quay lên đây coi. Dạ quýnh chạy quýnh vô tay nè, chưa quay được bên đây luôn nữa. Cái này là cái sao không ta, nguy hiểm quá. Đây nè cả nhà, còn quay bên kia nha, còn quay bên kia cho cả nhà xem nha, chứ Cường cũng chưa biết bên kia nó như thế nào luôn nghe cả nhà. Đây đi, còn quay bên kia cho anh em xem nha, bên kia nó như thế nào anh em coi, anh em bình luận dưới nha. Nè cả nhà, nó ở bên đây nè, không biết mặt nó như thế nào nữa. Này cả nhà, biết mặt có đỡ hơn nữa đó cả nhà, thấy đó, cứ đứng đây còn cắt luôn cho nó khỏe nghe cả nhà. Rồi giờ còn cắt nó nha, ổ này còn sẽ khoét nó nghe cả nhà, mặc vô lúc hết trơn luôn anh em ơi, tê tê thật chứ. Quýnh chạy quýnh hoài vậy, vớt cái đầu ngoài tới trước cái mới được, vớt cái đầu ngoài mới tính tới cái đầu trong. Trời ơi mập, chưa tới đây luôn trời, ít bỏ này. Bây giờ đi coi thằng này, thằng này đó. Rồi cắt cái đầu ngoài với cái đầu trong nghe cả nhà, khoét cắt khoét nó, có gì sơ sót cả nhà không thảm cho kêu cho Cường nha. Đứng cái thế này sao mà nó khó cắt dữ vậy ta, lẽ bò lên trên kia luôn á. Trên này cái nhánh kia, cái nhánh này nó hơi nhịp quá, mình thấy ghê quá, hơi nhịp á, cho nên Cường cũng không có dám. Em sụm mà thấy chứ, nó chai thôi, không phải, nó không phải gọi là chai nghe cả nhà. Đã hết biết nó ngon. Rồi giờ cục này đi coi cắt tới đâu ta. Đây ha, đây ha cả nhà. Chừng cho nó lại nửa lít đi. Rồi. Dưỡng tôi ông tiếp tục nha anh em. Này là của anh Tùng ở trên Long An chỉ Cường nè. Cắt giật nhẹ cái đặng mình dễ xử lý cái phần tiếp theo.
mà cũng biết cục mà cục mẹ phải cắt hết, chắc cậu mà cứ 2 lít đó nghe cả nhà, mà Cường không có cắt hết nha, vẫn dưỡng tổ lại cho nó. Tổ nào mà Cường cắt, Cường nhắm, Cường dưỡng được là Cường sẽ dưỡng nghe anh em. Quá trời này. Ôi cái đuốc nó cháy luôn rồi. Đuốc nó cháy luôn trời. Rồi. Rồi cho nó một bạch luôn. Rồi đó, như cái nhà thấy vậy nè, Cường cắt thì cắt nhưng mà vẫn chừa cho nó nha, chứ không phải là cắt hết nha. Cắt hết đây thì hết luôn dĩ, con còn đặc lắm nha cả nhà. Đang tạo chúa tùm lum hết trơn. Còn chừa cho nó khoảng chừng nửa lít mặt á. Kèo lại. Rồi đi xuống cái nhà ơi. Quýnh dữ vậy. Ông hút ba bằng bằng cái nhang này quýnh quá trời ta. Rồi thảo chúa nữa. Còn chạy kèo đây nữa nè. Chừa lại cho nó hết luôn. Chung mình dưỡng được tổ nào mình dưỡng nha cả nhà. Không nhất thiết là phải cắt hết đâu, khoảng chừng trừ khi mấy trường hợp là chủ nhà họ kêu mình phá dĩ luôn, là nó vô nó quýnh con nít hay gì kia thì còn mới vô trường hợp đó thì còn mới phá dĩ thôi. Chứ chỗ nào mà người ta chạy kèo hay gì mà cần dưỡng được là cần sẽ dưỡng nghe anh em. Quá đã. Mặt nói chung ra thì nó già thiệt nhưng mà cần cắt cần cảm giác được đó cả nhà, nó mềm, mềm tay lắm. Im lắm. Đã gì đâu luôn trời. Mặt chạy kèo dưới đất thì thấy không thùy gì chơi mà lên mặt nóng lạnh luôn trời. Dạ. Cắt hết luôn 2 lít mà còn dưỡng tổ lại. Cắt hết luôn là khoảng 2 lít. Dạ. Con còn dưỡng lại cho nó đó. Nó hên xui chú ơi, chứ giờ con cắt hết luôn là nó rớt dĩ luôn á. Cái này của chú hay gì? Nó quýnh con mấy dính tay nè. Cái này nè cả nhà. Mặt đây nè. Nè cả nhà ơi, cái này khoảng chừng 1 lít rưỡi mặt nghe cả nhà. Cường còn chừa cho nó khoảng nửa lít trên đó nữa, nó cũng khoét lỗ nhưng mà nó sẽ lâu ngày nó sẽ lành lại nghe cả nhà. Còn không là hên xui, nói chung ra giờ cắt hết luôn vẫn được. Nhưng mà cắt hết luôn là nó sẽ đi. Cái hết luôn là xả tổ con dữ lắm con, nhà đông con á. Rồi cái này là coi như là dắt ra đó phải không? Dạ. Rồi bây giờ Cường cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Hẹn cả nhà những clip tiếp theo của Cường nha. Dạ bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà các anh ơi. Rồi. Bye bye cả nhà luôn. Ôi chú đẹp trai. Bye bye cả nhà em con cái chú. Rồi.